¡Mostrao! ¡Dale! Bình ơi! Bình ơi! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 cái, cái khối tôi không tính được. Sau trận nam chúng ta sẽ đẩy lên nữ nhá. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 20 cái thôi. Một phút 30 giây. 51, 52, 53, 54, 55, không tính. 56. Mười bốn cái luôn. Năm bảy, năm tám, năm chín, 60. Sáu mốt, sáu hai, sáu ba, sáu bốn, sáu năm. Sáu sáu, sáu bảy, sáu tám, sáu chín. Để luôn cho một tay đi thôi. Để luôn cho hai, chuẩn phong. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười một. Bây giờ trên cái lượt là đội nào cởi áo ra thì sẽ được trọng tài ưu ái hơn tí. Thì có gì nhỉ? 12 à? 13, 14, 15, cởi áo cho khí thế đấy, 16, 17, 18, 19, vẫn tốt, 20, cởi áo lên đây, cởi áo cho đánh nhau. Hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, tính vào quả đấy. Chào bác lên, chào bác không? Hai mươi ba, hai mươi ba đúng không? Hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hết. Hai mươi sáu, tính. Hai mươi sáu, còn mười bốn tới nữa thôi. Xin nhạc to lên một tí. 27, hết. Hạ, 27 đúng không? 27, cho to hẳn, hẳn lên cho máu. 28, 28, 28, tôi lên rồi. Vào đất tin không, đi qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
31 Các bạn ơi, sau khi nam đấu xong chúng ta sẽ nữ đấu. Nữ đấu xong 32. Sau khi nữ đấu xong chúng ta sẽ quay lại trận bắt đầu kinh điển giữa Nguyễn Xuân Nam và Cao Xuân Cương. 33. 33. Kéo xà một trong những động tác vô cùng nặng. Bao nhiêu ba cái kéo lên không ạ? Không tính 34 tính có 34 anh chưa vào 35 35 có kéo xà khi đơn giản thế nào ạ? 36 không được rồi, không được gì luôn. 36 rất là mệt. 37 lúc nào ba cái chưa này. 38 Cao Xuân Cương à? Đấy. Hai bài đi em ơi. Đấy, áo trắng. 39. Vỗ vỗ tay không? Chưa vỗ tay. Vỗ tay đi xem nào. Tổ vũ cho đi xem nào. 39 đến cỡ lớp con nó chắc nhé. 40 40 100 ý thức. Lên mà. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 không tính 21 22 23 24 không tính 25 26 27 28 29
87 88 89 90 91 92 93 Hey!